Cạm bẫy số 5, tránh xa sách báo, phim ảnh xấu. Chắc chắn khi còn sống, Don Bosco đã thu tập một số những lời khuyên của Ngài cho giới trẻ để cảnh giác họ về việc đọc sách báo xấu. Sau đây là ít điều mà Ngài thường viết trên báo hoặc dùng trong các cuộc nói chuyện của Ngài. Nếu các con muốn nghe đôi điều cha rất quan tâm, thì cha sẽ nói cho các con biết. Hãy nhớ kỹ nhé. Đừng bao giờ đọc một cuốn sách hoặc tạp chí nào mà các con chưa nhờ một người mà các con tin tưởng góp ý cho các con. Đừng bao giờ đọc sách báo xấu hoặc sách thật sự không có ích hay không thích hợp với tuổi của các con. Sự tò mò sẽ làm hại các con rất nhiều. Nếu có giữ sách báo xấu nào, các con hãy đem nộp cho cha mẹ hoặc thầy cô của các con, hoặc đem đốt ngay, đừng luyến tiếc. Điều cha nói về sách báo xấu thì cũng nói như thế đối với sách báo chống lại giáo hội hay hàng giáo phẩm, hoặc muốn nhạo báng tôn giáo. Chúng ta không chỉ phải sống trong sạch trong suy tưởng, việc làm, mà còn phải giữ vững niềm tin tinh tuyền của chúng ta nữa. Nếu không, chúng ta sẽ không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa được. Nó chính là cuộc sống của một người tốt lành, và vì nó mà hàng triệu vị tử đạo đã phải đổ máu mình ra. Giả như những sách báo xấu và nguy hiểm này là những sách có giá trị văn chương đi nữa, thì cha hỏi các con có dám uống thuốc độc đựng trong một chén bằng vàng không? Chắc chắn là không, cho dù những loại sách này có nhiều điều tốt để đọc, lại tao nhã và rất hấp dẫn nữa, thì dù vì nhu cầu nào, các con cũng chẳng nên đọc loại sách đó.